Thành ra nói trong bảy thức, anh thức thứ bảy này, anh nghiệp này là ngu nhất. Nhưng mà chính nó điều khiển cái hành động cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà điều khiển đều do có ông quân sư tư tưởng này bài giảng. Khi học tri thức thì mới thấy cái hay của nó. Thành ra nó cho rằng tư tưởng là quân sư, à, còn ý chí đó là ông đại tướng. Còn tam tạng cái kho chứa đó là cái gì? Là ông chủ, ông vua. Ông vua là ông chứa hết tất cả vật chất. Nhưng mà đánh giặc đó thì do ông đại tướng. Còn bài binh bố trận, đánh cái nào họ thủy lục không quân, cái nào không quân, cái nào bộ binh, cái nào ấy đó thì do ông quân sư bài vẽ. Hỏi vậy quý vị, cho quân sư tội hay là đại tướng tội hay là ông vua tội? Ông quân sư được mà phải nương vào cái ốc. Còn ý chí với cái linh hồn là ông vua thì cũng không có nương vào đâu. Hai cái này không có hình tướng. Thành đã không hình tướng do nên nó không hoại, nó không mất, nó còn hoại. Thành đã khi chết rồi còn có ông vua với ông đại tướng thôi. Ông tư tưởng này là mất cái ốc rồi, nó không có mượn gì nó phân biệt được hết. Nó phải gián đoạn.